Bạn có nhu cầu mua ác Free Fire, ác Liên Quân, thử vận may uy tín giá rẻ, hãy đến với rikaki.vn, trang web hợp tác chính thức với Riaki Gaming. Ok, xin chào anh em đã trở lại với Real Gaming. Và ngày hôm nay thì bên Nga nào sẽ mang đến chúng ta đó là shop siêu hacker. Và ngày xưa chỉ là shop hacker thôi, nên là bây giờ bên Nga nào cho thêm cái chữ shop siêu hacker và nghe nó hợp lý anh em ạ. Và nhận 6 đồ đúng ý và để xem hôm nay chúng ta sẽ có đồ gì. Tôi thấy ở trên kia có cái bom keo đầu sừng kìa. Vâng, cái bom keo địa ngục kìa. Đấy, nhưng mà vào trong này tôi lại không thấy có bom keo địa ngục. Đấy, thế nó mới hay. Thật ra cái shop siêu hacker này nó sẽ tùy theo tài khoản của từng người nhá anh em nhá. Ok, giải thưởng 1 của mình thì có bộ Nam Thước Tinh Tú và Streetwear. Thì bộ Streetwear ở trước mình đã lấy rồi, nên là mình sẽ chọn đó là bộ Nam Thước Tinh Tú. Vì bộ này sẽ không ra mắt trong vòng quay màn kim cương, mà nó sẽ ra mắt ở trong cái shop siêu hacker này. Đấy, phần thưởng thứ hai chắc chắn là sẽ lấy ba lô rồng hồng. Đấy, ba lô rồng tình yêu, hay là tên nó là ba lô rồng hồng, tên đúng là ba lô rồng tình yêu. Ở giải thưởng thứ ba thì là chảo băng giá cộng thêm với ba thẻ tạo phòng. Đấy, ba thẻ tạo phòng tính ra là cũng tầm 600 kim cương ấy. Anh em nào mà hay chơi custom thì lấy thẻ tạo phòng cũng được. Đấy, giải thưởng thứ tư thì con hồ ly như mình có rồi, nên mình sẽ lấy cái đồ pet. Và hai cái kia thì mình sẽ lấy hai cái hòm súng nha anh em. Ok, quay thử nào, 9 kim cương cho lần quay đầu tiên. Vâng, 9 kim cương lần quay đầu tiên, quay ngay và quay luôn. Vâng, quay ngay không phải tính toán anh em ạ. Biết đâu một phát ăn luôn. Đấy, cũng ăn vào mắt. Đấy, một phát ăn mà ăn bằng niềm tin. Đấy. Nói chung là Gaina lướt lắm. Đấy, ok con dê. Nào xem tiếp theo. Ui, ra 10 thức ăn cho pet rồi. Lượt thứ 3 là 99 kim cương. Nào, 99 kim cương, quay đây, quay ngay. Và ui, lượt thứ 4 lên 299 kim cương rồi anh em ạ. Vãi trưởng. Vâng, lượt thứ 4 lại hơi đắt. Lượt thứ 4 lại hơi đắt rồi. Và ui, ba thẻ tạo phòng mất 300 kim cương, trung bình 100 kim cương thẻ. Thấy cũng được. Và lượt cuối, ui, 499 ạ. Vãi trưởng. Vâng, như vậy là toàn bộ vòng quay này gần 1.500 kim cương. Đấy, ba lô rồng hồng, đấy, ba lô rồng tình yêu ấy nhỉ. Và bên Anna để tên nó hơi láo nháo. Và vòng quay cuối cùng thì được giảm giá 10%. Đấy, từ 599 còn 539 kim cương thôi. Đấy, mà bây giờ thì làm gì còn gì để quay ở đâu. Đấy, đành phải quay gói Nam Tước Tinh Tú, đành phải ra đồ vậy. Đấy, ơ nhưng mà làm gì có cái bóng keo địa ngục với cả cái bản vẽ đâu nhỉ. Đấy, ảnh một đằng nhưng mà đồ một nẻo anh em ạ. Vâng, lại lươn rồi. Vâng, gà rán lại lươn rồi. Ảnh một đằng mà đồ một nẻo. Làm gì có thấy có bong keo địa ngục đâu nhỉ. Làm gì thấy có cái bản vẽ đâu nhỉ. Vâng, dị thật. Và hôm nay bên Ghana sẽ tặng chúng ta đó là quả P90 học viện. Cái khẩu này thì tôi không nghĩ là nhiều người cần, tại vì đa số mọi người đâu có bắn khẩu P90 đâu. Đấy, trong khi đó chúng ta có một sự kiện đăng nhập tích lũy hơi khó hiểu, đó là khẩu MGL40. Đấy, khẩu ấy chả hiểu lấy cái skin súng này để làm gì, trong khi làm gì có chế độ chơi nào xài cái skin súng này đâu. Đấy, nó chạy bo với tử chiến làm gì có skin súng này đâu. Chả hiểu đăng nhập 5 ngày lấy skin này để làm gì. Cho skin M79 người ta còn chơi, hoặc skin súng khác người ta còn chơi. Chả hiểu đăng nhập 5 ngày lấy cái này làm gì. Nhưng mà đăng nhập 3 ngày thì lại lấy được cái thẻ level 6 nhân vật. Đấy, right, thơm. Đấy, đăng nhập 3 ngày lấy thẻ level 6 mà đăng nhập 5 ngày nó rất là lôm côm. Chả hiểu lấy cái skin súng 5 ngày để làm gì anh em ạ. Mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy quả skin súng 5 ngày nhá. Đấy, rất là lạ. Đấy, không biết ở bên Nga nào có nhầm nhọt hay trồng trọt gì ở trong cái sự kiện đấy hay không. Đấy, nghi lại nhầm, sáng nay lại uống thuốc hơi lú lại nhầm anh em ạ. Và tôi nghĩ là sáng nay nhân viên gà rán nào đấy lại nhầm. Ok, ở đây thì mình có mấy cái hộp súng. Mấy hôm nay tôi bị viêm họng nên là đâm ra kiểu giọng nó không được hay lắm. Với cả hai hôm nay tôi bình luận giải tay to buổi tối trên fanpage Riaki Gaming. Đấy, tôi mới có quả fanpage Riaki Gaming mới đấy. Anh em nào mà chưa follow, anh em có thể follow nhá. Đấy, follow được đẹp trai, được xinh gái. Đấy. Đây là ba lô quỷ rơi. Gì đây? Đây mình đang đi tìm cái ba lô rồng hồng anh em ạ. Ba lô rồng hồng đâu? Ba lô rồng nó đúng là tên nó là rồng tình yêu mà nhờ, tôi nhớ trên server nước ngoài. Đây này, ba lô rồng tình yêu mà anh em. Đấy, nó có một cái màu hường phấn. Đấy, trông nó khá xị anh em ạ. Nhưng mà nói chung là đeo vào chắc là trông cũng khá là ok la. Ok, trước khi mà đến với thông tin tiếp theo về khẩu M82B thì chúng ta hãy cùng nhau xem một đoạn quảng cáo nha. Ok, anh em bây giờ thì chắc chắn là hay đau đầu với cái chuyện là Free Fire thì càng ngày càng nặng. Mà điện thoại của chúng ta thì nó chỉ có giới hạn ở phần cứng thôi. Vì thế hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em phần mềm Nox Cleaner, một phần mềm giúp cho anh em có thể tăng tốc chơi game mà không gặp bất kỳ vấn đề gì với nhà phát hành cả. Với phần mềm Nox Cleaner này, nó sẽ giúp chúng ta có những tính năng như là diệt virus này, dọn đi những cái phần mềm rác hay là những cái file rác ở trong điện thoại của chúng ta, cũng như là giúp chúng ta tối ưu và tăng tốc bộ nhớ, và đặc biệt là có
hẳn một chức năng cho phép chúng ta tăng tốc cái game mà chúng ta muốn. Khi mà chúng ta chọn chế độ tăng tốc game ở trong Nox Cleaner, nó sẽ giúp cho chúng ta chơi game mượt mà hơn rất là nhiều, với một cái ping phải gọi là quá đẹp luôn. Ok, với phần mềm này thì anh em chỉ cần đơn giản lên Google Play, sau đó thì tải về, đó là Nox Cleaner. Các bạn tìm Nox Cleaner sẽ tìm thấy phần mềm này ngay. Sau đó thì anh em tải về điện thoại và bắt đầu chạy. Ví dụ như anh em vào trong phần tăng tốc game này, anh em chọn hai game đó là Free Fire, như là Free Fire Max của chúng ta trên điện thoại. Sau đó thì tiến hành ấn tăng tốc và sau đó thì vào game trải nghiệm thôi. Ngoài ra thì Nox Cleaner còn cung cấp chúng ta rất nhiều tính năng khác như là diệt virus này, khóa ứng dụng này, hay là những cái công cụ nho nhỏ để cho chúng ta có thể giúp cho điện thoại mượt mà hơn rất nhiều. Và các bạn đừng quên là tải Nox Cleaner ở trên Google Play, tăng tốc, tối ưu hóa và dọn rác đệm, tối ưu hóa những tính năng và ứng dụng cho phép người chơi có một cái trải nghiệm tốt nhất nha. Ok, rất cảm ơn anh em đã theo dõi phần quảng cáo vừa rồi. Phần quảng cáo vừa rồi sẽ giúp cho Ria Gaming có thêm chi phí để duy trì kênh Ria Gaming, và một kênh phi lợi nhuận để dành cho anh em. Ok, lúc này thì mình đang ở trong chế độ tập luyện. Thì ở trong phiên bản OB27 sắp tới ấy, thì một trong những cập nhật rất lớn đó sẽ là một số những sự tăng giảm về sức mạnh. Trong đó thì có sự việc mà khẩu M82B bị giảm sức mạnh nha anh em nhá. Ở trong phiên bản, một số phiên bản trước thì mà khẩu M82B đã bị giảm sức mạnh một lần rồi. Tuy nhiên thì đến thời điểm hiện tại nó vẫn đang quá ngon lành hành đào đi. Với những bạn nào mà biết bắn M82B mà bắn liên tiếp không cần bỏ qua animation thay đạn ấy, thì khẩu M82B nó đang tương đối mạnh. Và cái với việc này thì bên Nga nào quyết định là sẽ giảm cái sát thương của khẩu M82B. Cụ thể là ở trong phiên bản OB27 thì khẩu M82B này sẽ bị giảm sát thương khi mà bắn xuyên qua bom keo. Tức là khi mà bắn xuyên qua bom keo thì sát thương nó lên người đối phương sẽ nhỏ đi. Cụ thể là bình thường nó sẽ bắn sát thương lên người đối thủ xuyên qua bom keo là 90 sát thương, nhưng bây giờ nó sẽ chỉ còn bắn 60 sát thương mà thôi. Như vậy là bây giờ bạn sẽ không thể bắn 2 phát mà chết ngay đối phương đang đứng đằng sau cái bom keo được, mà bạn bắn ít nhất là phải 3 phát hoặc 4 phát nha anh em nhá. Đấy, thì nói chung là M82B nó vẫn đang là một khẩu súng nó tương đối mạnh ở trong cái game này. Và chưa kể là M82B trong phiên bản OB27 thì nó sẽ được nó sẽ còn được đưa vào trong tử chiến nữa. Ok, thì đấy là cái cập nhật thông tin của mình về M82B. Một số súng khác cũng sẽ được thay đổi, nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thấy bên Nga nào có những sự confirm chính thức như thế nào. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể nhìn thấy là khẩu M82B này ở trong phiên bản OB27 ấy, rất có khả năng nó sẽ có skin huyền thoại đầu tiên. Đấy, tôi đã thấy có một số skin ở trong phiên bản OB27 rồi, thì tôi nghĩ khả năng là sẽ có M82B huyền thoại đầu tiên. Ví dụ M82B huyền thoại mà tăng 2 tốc độ bắn, tăng 1 tốc độ bắn 2 sát thương, hoặc là tăng 2 sát thương 1 xuyên giáp, thì nó phải gọi là ối rồi ôi luôn. Đấy, thì ok, hôm nay thì mình đang ở trong game và các bạn thấy là mình đang mặc bộ nam thước tinh tú. Bộ này nói chung là nếu mà che ba lô thì sẽ đẹp hơn, nhưng mà ở đây mình muốn test cái ba lô rồng tình yêu cho anh em. Đấy, nói chung là ba lô rồng tình yêu ấy trông nó cũng được. Hai em pha bắn mù mắt đến từ vị trí Ria kia mình. Nói chung là tôi cũng chưa quen bắn hai phát súng ngắm liên tục này, nhưng mà tôi thấy dạo này là anh em là chơi bắn hai phát súng ngắm liên tục này nhanh lắm. Đấy, bắn nó gọi là liên tục tục luôn. Tôi cũng chưa biết là cái mẹo để bắn liên tục tục này như thế nào, thì anh em nào mà biết có những cái mẹo này anh em chia sẻ giúp tôi nhá. Đấy, mình cũng chưa gọi là thông lắm về cái kỹ năng mà bắn liên tục tục hai phát này. Đấy, mình chỉ biết là ấn đổi súng xong rồi bắn tiếp thì nó sẽ bắn được thôi, nhưng mà nói chung là mình thấy bắn vẫn chưa nhanh. Đấy, và đôi khi là mình vẫn hay bắn trượt. Đấy, đôi khi mình bắn nó vẫn bị cà trượt anh em ạ, bắn nó bị cà trớn. Nói chung là bắn thế này nó cũng không dễ lắm, nhất là khi nếu mà đối phương áp sát rồi thì cái việc mà bắn nó lại khó hơn. Đấy, trừ khi mà chúng ta bật bắn kiểu bắn không bật ngắm thì nó sẽ dễ hơn, nhưng mà bắn như vậy nó không giống như là chúng ta chơi game bắn súng lắm. Đấy, nói chung là ke thì nói chung là nó vẫn được anh em ạ. Thì đấy là cái cập nhật về khẩu M82B. Ngoài ra một số khẩu súng khác hình như cũng sẽ có sự thay đổi. Ví dụ như khẩu Vector, theo tôi biết thì khẩu Vector cũng như khẩu UMP sẽ được thay đổi về chỉ số. Hình như khẩu UMP thì sẽ được tăng thêm về tầm xa. Đấy, chúng ta sẽ được tăng thêm về tầm xa khẩu UMP để khẩu UMP nó có khả năng cạnh tranh với cả MP5. Thì đấy là một số những thông tin liên quan đến server nước ngoài. Thì có một số cái tổng hợp, ví dụ như UMP thì sẽ có một cái gì đó thay đổi trong phiên bản mới. M14 sẽ được tăng sức mạnh, M14 nha
chiếc máy M14i thì có vẻ như M14 thì sẽ tăng thêm một chút sát thương. Khẩu Vector thì cũng sẽ được thay đổi nhưng chưa rõ là Vector thay đổi như nào, bởi vì khi mình chơi Servotech thì mình chưa có sự thay đổi nhiều. MAG7 cũng sẽ có sự cân đối và thay đổi lại trong phiên bản này. Đấy, cái khẩu MAG7 phiên bản vừa rồi nó khá mạnh nên là bản này nó sẽ bị sờ gáy. Tiếp theo là Famas và Famatic cũng sẽ có sự thay đổi. Khẩu Famas 6 thì bây giờ nó sẽ không nhân đôi sát thương ở viên thứ 3 nữa mà nó sẽ chỉ nhân 1,5 lần thôi. Ví dụ như là viên thứ 3 bình thường bắn 20 sát thương thì viên thứ 3 chỉ khoảng 30 sát thương thôi. Còn bản trước thì viên thứ 3 lên tới 50 sát thương rồi, nó ghê quá. Thì đó một số thông tin mình cập nhật cho anh em. Ok, và đó thông tin mang đến cho anh em trong video này. Và nếu như đây là lần đầu tiên anh em đến với kênh của Ria Gaming, đừng quên để lại mình một like và subscribe nhá. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Bye bye.